lợi dụng địa hình ao nuôi tôm để tổ chức đá gà thắng thua bằng tiền. 21 đối tượng cùng nhiều tăng vật đã bị lực lượng chức năng công an tỉnh bạc liêu bắt quả tang để xử lý. Theo đó, vào khoảng 13 giờ ngày 16 tháng 3, qua tin báo của quần chúng, công an huyện Hòa Bình phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu bố trí lực lượng bắt quả tang 21 đối tượng ngụ tại các địa bàn huyện Hòa Bình, huyện Hồng Dân, thành phố bạc liêu và một số tỉnh lân cận như cà mau, bến tre, an giang đang thực hiện hành vi đá gà thắng thua bằng tiền tại khu vực ao nuôi tôm trên địa bàn ấp 17 xã Vĩnh Học A, huyện Hòa Bình. Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ 7 con gà trống, hai cặp cửa kim loại, 16 điện thoại di động, số tiền hơn 34 triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan. Đó là điểm đá gà ăn tiền dưới sự tham gia của nhiều đối tượng ở các địa bàn trong tỉnh cũng như các tỉnh lân cận, được tổ chức tinh vi lợi dụng địa hình ao nuôi tôm khó khăn trong việc đi lại nhằm đối phó lực lượng chức năng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý.